掠过青天，把酒看星移，活着会是美事。踏尽万水千山，再远也坚持。极伟大故事，自努力开始，因决心驱使。病与伤，该向前中医。心里苦，治疗那轻易。谁会可跟最爱一位，一生至死相依？爱情与感激，我都太在意。我爱上过他，但是为你好，不想你知。我无望大志，只要敢去尝试。信世界没难事，有这份斗士记下名字。Chuyện gì mà vui mừng quá vậy? Con về đúng lúc, thời Trân vừa thông một đệ tử. Bạc công tử, con là vợ của sư phụ. Phải, hôm đó ta đi phòng vẽ để từ biệt Lưu lão sư, đang định nói với người, nhưng mà người không có ở đó. Sao khi không lại là Lý phu nhân? Lúc đó rõ ràng là ăn mặc thiếu nữ mà. Bạc công tử, hôm xưa ta theo Lưu lão sư học vẽ mà giấu giếm thân phận là người có gia đình. Nếu đã khiến người hiểu lầm, ta thì xin lỗi. Phải, bạc công tử, còn có mời sư mẫu uống trà. Nếu đã định cuộc rồi, mời dùng trà đi. Sư mẫu mời trà. Hay quá, uống ly trà này, tự nấy bạn công tử là người một nhà. Phải, từ nay người phải tôn sư trọng đạo, hiếu thảo với sư phụ, sư mẫu đó nha. Dạ phải. Con phải đi về báo tin mừng này với cha. Hôm nào sẽ cùng với cha để tiệc bái sư. Tại hạ cáo từ, xin cáo từ. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia, không sao chứ? Ta không sao. Ngươi về phủ trước, ta muốn được yên tĩnh một lúc. Khách quan, mời vào. Mời vào. Nè, mời tự nhiên. Khách quan, mời dùng. Ông chủ, có nước không? Khách quan à, chỗ này là quán rượu, không có bán nước. Khách quan tự nhiên. Xin lỗi. Bạc công tử, không sao chứ? Là cô à. Đâm thanh cô nương, xin mời. Cảm ơn. Người uống dở thì đừng có uống nữa. Người bị kích thích gì? Đã bị kích thích lớn. À phải, xét theo giai bậc, cô là sư bá của ta, sư điệt mời sư bá một ly. Nè, ta làm sư bá của người hồi nào? Người đã say à? Hôm nay ta bái Lý Thị Trân làm sư, cô là sư tỷ của hắn, nên ta kêu cô là sư bá. Mộ Dung là sư mẫu của ngươi, ngươi với cổ là Chuyện gì mà ngạc nhiên vậy? Cô đã biết hết. Sư phụ nói với cô hả? Vậy nghĩa là hắn đã biết sớm ta thích phu nhân của hắn. Thời Trân sợ ngươi ái ngại nên không biết nói sao. Cho nên người cô nương không, cho nên sư mẫu không có học vẽ tranh là muốn lấy né ta. Các người đã biết từ sớm,
thì nên sớm nói cho ta biết bác ta làm thằng cờ bấy lâu. Thời Trân không muốn giấu ngươi, chỉ là sợ ngươi không thể tiếp nhận sự thật hắn với Mộ Dung là vợ chồng, cho nên để ta tự hiến thân tới chút lấy nhục nhã. Thời Trân muốn chờ cơ hội tốt mới nói rõ ràng với ngươi về chuyện này. Hắn cũng không biết là ngươi sẽ bái hắn làm sư, ngươi đừng có trách hắn. Hắn đã là sư phụ của ta, ta phải tôn sư học đạo. Chuyện đến nước này ta còn có thể làm sao? Hơn nữa nói thiệt, bấy lâu nay chỉ là ta thích sư mẫu một chiều thôi, ta không có trách ai đâu. Thật ra yêu thích một người lại biết không kết quả, thiệt thê thảm lắm. Thử hỏi có chuyện gì, nhìn thấy vợ chồng người ta ân ái với nhau, mình lại có một mình đau khổ biết mấy. Ta tưởng cái chuyện dài suy nghĩ diễn dông chỉ có ta mới làm. Nghe cô nói như vậy, cô cũng là người từng trải. Người khờ khạo trên thế gian này đâu phải chỉ có mình ngươi. Cô thích ai? Tại sao không có kết quả? Đã không có kết quả thì đừng có nói ra, uống rượu vào càng hay. Nè. Rượu ra cho người ta uống. Người ta nói như túy giải thiên sầu, ta thà là uống sai hơn là tỉnh táo. Không chứ, người uống sai là bắt ta cẩm vệ. Cô đây là tiền bối, tiền bối có trách nhiệm chiếu cố hậu bối, bộ tưởng làm sư bá dễ dàng sao? Thời tiết hôm nay thì lạnh quá, càng lúc càng thấy lạnh đó ha. Là đuôi con hồ ly quang đông á, sẽ bán được giá rất cao đó. Thời tiết giá buốt, nếu như có người cho làm một cái áo da lông thì là thấy ấm bụng. Thì kêu mẹ ngươi làm cho ngươi. Bà đã qua đời rồi. Sư bá à, hay là cô đừng có giỡn chơi, ta ít khi làm nữ hồng lắm. Ta hiểu mà, người độc thân thì đâu có phước phần này. Lý đại nhân. Sư phụ. Không sao chứ? Không sao. Không gì. Công bộ thì lan Trần đại nhân tỉnh dưỡng, đi sớm về sớm. Đi ta. Không phải là biểu ngươi, Trương Lại Mục ngươi đi. Thật ra ta đi cũng vậy thôi. Vậy được, không cản trở ngươi. Ta đi làm việc. Uống một miếng rượu vào thì phiền não dường như đã bớt nhiều. Khuya vậy thì kiếm ta, phải có chuyện ấp ủ trong lòng muốn kiếm người kể lể hay không? Sau ngày bái ta làm sư thì ta cảm thấy Bàn Hiên như là cố ý muốn lánh né ta. Thật ra vào cái đêm hắn bái sư xong, ta ở quán rượu gặp hắn, ta hiểu được tâm trạng của hắn. Cô đã biết hết. Người mà mình yêu thích đột nhiên làm sư mẫu của mình, đả kích đó đương nhiên lớn lắm. Trong khoảnh khắc cô muốn gặp người chỉ là chuyện bình thường. Không ngờ chúng tôi sau khi trở thành sư đồ, quan hệ lại càng lì xa hơn trước. Cho hắn một chút thời gian để cho hắn thích nghi. Loại công tử này da mặt mỏng lắm, chỉ khó kêu hắn làm bộ như không biết gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đôi bên đều không được thoải mái. Muốn đánh phá đi cục diện ái ngại này, quyền chủ động ở trong tay của ngươi. Ngươi là sư phụ thì nên rộng lượng một chút, trước mặt của hắn phải không ái ngại. Coi hắn là đệ tử thật sự thì hắn sẽ dứt bỏ dễ dàng, sẽ không ngượng ngùng. Cô nói như vậy cũng đúng. Đúng thì phải làm, nếu không cục diện ái ngại kéo lâu sẽ khó trở lại tự nhiên. Nghe cô nói xong rồi, trong bụng được thoải mái hơn. Coi người kia giống như bạn Hiến vậy, uống dở thì đừng có miễn cưỡng uống. Không phải, không biết hôm nay có phải bên ngoài gió lớn không đây, cô không bị lạnh nên phát ho. Sao lại còn uống rượu? Đừng uống nữa. Tao còn chưa uống xong mà. Lát ta pha ly trà thuốc cho ngươi, ngươi muốn uống bao nhiêu cũng được. Vị của nương này thiệt là khét chọn. Cái đuôi cáo sơn đông này, lông nhuyễn da mềm, thiệt là cực phẩm đó. Nếu ta muốn mày thành cái áo tròn quấn lại cần cổ thì phải làm sao? Hey, cô về lấy dầu trà lên bề mặt, đặt cái thái phòng móc phòng trùng, rồi gác đi mấy lông châm cứng. Mày nói trên cổ áo có áo tròn vậy thì được, nhưng mà nhớ là phải dùng khích một chút. Được, cảm ơn.
Ta sẽ về làm thưởng. Cảm ơn. Sư bá, đuôi cáo này thì là đẹp quá, dùng làm khăn choàng hả? Cô đã nói là không biết làm nữ hồng mà. Mắc mới gì tới ngươi? Ta đang nghĩ là sư điệt bận tâm tới sư bá thôi. Đừng có gọi ta là sư bá nữa được không? Ta già lắm sao? Gọi Đông Thanh được rồi. Đông Thanh sư bá, cô làm khăn choàng này tặng cho Trung Ý hả? Không cho ngươi biết, cho ngươi biết chỉ khiến cho ngươi hâm mộ thôi. Đâu có thể như vậy, đã biết ta thất ý còn trêu ghẹo ta. Nè nè, sư bá nói vậy lời đã bị buồn bã rồi. Công tử này thiệt hẹp hòi. Ta hẹp hòi? Nếu ngươi không phải hẹp hòi, sao ở Thái Y Viện nhìn thấy Thời Trân lại lánh né? Sư phụ đã nói với cô hả? Thời Trân bận tâm tới ngươi thôi. Hắn nhìn thấy ngươi cả ngày ủ rũ, hắn không được yên lòng. Thiệt sao? Ta biết trong lòng ngươi không có dễ chịu, nhưng đã là sự thật thì phải tiếp nhận thôi. Công tử như ngươi phải học tập chững chạp một chút. Ta không muốn nhìn thấy hai sư đồ như là khổ qua với cải mặn. Nè nè, có đoạn gì vậy? Khách quan mời tự nhiên. Ngươi muốn ăn gì? Cái gì? Chỉ có đồ ăn không có canh hay sao? Không có canh là phải là dược thiện. Nè, người đó có chuyện gì mà không ăn vậy? Ai nói không có canh? Hỏi một đàn trả lời một nẻo. Hơi dạ, có phải muốn ăn đồ không trả tiền không? Nè nè nè, các người chuyện gì đứng đó? Phải tiếp đãi ta mới được chứ. Đi đi, đi qua bờ mau lên. Đi đi đi, đi. Ừ, khách quan, muốn dùng gì? Người nói cái gì? Ta nghe không rõ, nói lớn tiếng chút. Nè, đừng có giỡn trò nha. Muốn ăn canh gì thì cứ nói đi. Tiểu Địa Tạng này là lão giang hồ đã gặp nhiều người rồi. Bộ ngán người sao? Ồ, các người đã hiểu lầm, ta nghe không được rõ. Xin lỗi. Lỗ tai của người có vấn đề gì? Ây da, lỗ tai bên này như cái bị bông gòn nhét lại, không có nghe gì hết, không có được rõ ràng. Nhiều khi cả mình nói chuyện cũng không có hồi âm nữa, có biết không? Ôi, chị người nói chuyện lớn tiếng như vậy. Có lẽ trong lỗ tai của người có cực trí. Thôi được, thôi được, ta coi coi. Anh bạn, trong đó không có gì hết. Rất có thể là ù tai. Anh bạn, anh bạn, có phải thường ngày nghe được cái tiếng không? Phải không? Phải, 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 phải. Vậy là đúng rồi. Ta cũng biết. Anh bạn, thấy người khỏe mạnh cứng cáp, có phải làm việc ở ngoài nhà hay không? Phải, chúng ta xây dạng giáo. Ôi, vậy thì đúng quá. Thường hay tắm nắng hay là ăn nhiều đồ quá nóng thì gan quả thượng thân sẽ tạo thành ù tai đột xuất. Kiên Hỷ, hả? Đi lấy cà rốt củ năng với lại mía nấu canh cá cho khách quan này đi. Ê, khoan đã. Mạch tượng của hắn là loại ù tai vì thận hư bẩm sanh, phải dùng hạt sen kỹ tử hoàng sơn bách hợp hầm ba ba. Rõ ràng là gan quả quá thịnh mà. Nhưng mà hắn bị khí thận suy yếu. Được rồi, đừng có tranh cãi nữa. Nghĩa là bị cả hai loại bệnh. Phải nấu canh nào? Thì nấu cả hai. Họ ăn cả hai cái canh này hả? Có bị đụng chạm hay không? Yên tâm, dược thiện rất ôn hòa, thuốc bắc không có bị đụng nhau đâu. Phải, chỉ là ta đụng chạm với hắn thôi, ăn đi. Vậy ta không khách sáo hả? Thử cái này đã. Lạc quá. Lạc quá không ngon đâu. Wow, dược thiện thì là ngon quá. Thôi ăn ngon thì ăn luôn cá tô đi. Từ nay ăn gì cũng không ngại ha. Ăn cho hết nha. Lần này hay quá, có người quảng cáo miễn phí cho mình. Phải. Sao cả buổi sáng không thấy Đông Thanh hả? Cổ mua đồ về rồi, núp ở trong phòng không biết làm gì. Ý, làm áo choàng da lông hả? Nhất tỷ hả? Sao vô mà không gõ cửa chứ? Thâu áo quần rồi đem vô phòng. Đâu có biết cô núp ở đây làm áo quần chưa? Bí mật như vậy làm cho Thời Trân à? Chị nói gì? Không lo Mộ Dung nhìn thấy sẽ không vui sao? Ta làm cho Thời Trân, nhưng vẫn chưa quyết định có tặng cho hắn hay không. Có lẽ ta chỉ hưởng thụ quá trình lúc mai, không chừng làm xong sẽ cất lại. Hey, cô thì thích hắn đến nổi điên rồi. Đâu thế nào bỏ nhiều tâm huyết làm xong rồi lại không cho hắn biết chứ. Lần trước Mộ Dung cố tình khoe chiếc nhẫn mà Thời Trân đã tặng cho cô trước mặt ta, ta sợ là cô có dụng ý khác. Có tấn công tặng nữ trang, ta cũng lấy ra khoe mà. Chị thấy tánh của cô là như vậy hay sao? Với trực giác của đàn bà, ta thấy là cô chỉ là muốn lấy đề với ta. Ê, có phải biết được cô với Thời Trân là chuyện ta chỉ không mong xảy ra? Rồi cô định làm sao ứng phó? Ta không biết, nhưng chị yên tâm,
Tao không phải muốn tranh giành cái gì. Tao không muốn Mộ Dung bị tổn hại, càng không muốn Thầy Trân phải khó xử. Hey, cô thật là phức tạp. May là người mà ta thích không ai giành với ta. Chị thích ai? Con của ta. Ây da, tới giờ cho nó bú sữa rồi. Luôn tiện có thằng khờ đó làm sao săn sóc cho nó. Wow, bị bệnh mà cũng được vui như vậy. Bùm bùm cháu. Bùm bùm. Wow, tại sao vô mà không gõ cửa? Bây giờ ở nhờ người ta mà còn hống hách vậy hả? Có cần mỗi lần trước khi vô phải đốt pháo để báo với người không? Cái gì ở nhờ người ta? Sao cô nói như vậy? Ta tốt bụng chăm sóc con cho cô mới bị nhiễm đậu mà. Nếu không ta đâu có bị nhốt trong phòng. Ta biết, người vĩ đại lắm. Nè, ta đã nấu cháo cá cho người ăn, đã lấy đi hết xương. Ừ, vậy mới phải chứ. Nè, ăn cháo đi. À, đưa thằng Tèo đưa cho ta bồng. Đây. Mẹ bồng con. Mẹ bồng ha. Mẹ cho con uống sữa nha, ngoan, đừng có khóc, đừng nhõng nhẽo. Ây da, chuyện gì mà nhõng nhẽo quá vậy nè. Ha. Nè ngoan. Ha, ngoan ha. Uống miếng lớn đi. Đừng có cục cửa nữa, đừng có nghịch ngợm. Mẹ còn bận làm việc đó. Ngoan uống đi ha, đừng có khóc. Ngoan. Ây da, sao mà con nghịch quá vậy? Cũng tại ngươi thôi. Chơi với nó bây giờ nó cứ lo chơi, không chịu uống sữa. Ta bồng nó thì nó cười hề hề, bây giờ trong tay của cô thì nó lại khóc. Là cô không biết thôi. Ta không biết, không lẽ người biết? Ta nhất định là rành hơn cô. Không tin thì để ta. Ta để nó lại đó. Được, ra ngoài làm việc đi. Ta không khách sáo. Người nhớ phải cho nó uống hết mới được, biết chưa? Được rồi. Không lãng phí một giọt được chưa? Ta ra ngoài. Được. Mẹ đi rồi kìa. Mẹ của ngươi thiệt là dại. Ngươi đã mọc răng cửa rồi còn uống sữa sao? Thiệt là bậy bạ. Để thúc thúc cho con ăn cháo hả? Lại đây. Nè, ăn tới nỗi cười luôn kìa. Có phải ngon hay không? Ta đã nói cho ngươi ăn cháo mà. Uống sữa hả? Đừng lãng phí. Đông Thanh, ta tới nè. Nghe chờ một chút. Tối nay phải làm cho mau, ta còn phải trở về thái y viện. Vậy phải làm việc ngay. Nè, tuy là thời gian tối nay ngắn, nhưng chúng ta làm được nhiều việc. Nhưng muốn hoàn thành bản thảo cương mục, con đường còn dài ghê lắm. Chúng ta vẫn còn trẻ, còn có nhiều thời gian. Nhưng nếu bây giờ không đi là sẽ không kịp. Ây giờ ta đã quên về thái y viện. Ta phải đi trước. Tối nay viết giả cho cô. Ngươi không được khỏe à? Có lẽ thời tiết lạnh, cô họng không được khỏe nhưng mà không nặng. Ngươi chờ một chút. Áo choàng này ở cần cổ của Long, có thể choàng lại để cô họng không có bị lạnh. Choàng đi. Cái áo choàng này thiệt là ấm lắm. Của cô làm à? Không, là ta mua đó. Ta định mua cho cha nhưng mà cha không thích. Ngươi thích thì cứ dùng. Vậy sao? Vậy cảm ơn cô. Không gì. Ta đi nha. Nè, đẩy cẩn thận á. Ngươi đây làm gì? Vừa rồi có đám quân sĩ đã đem cái đỉnh thuốc thiệt lớn vô trọng, có lẽ dùng để luyện đan. Luyện đan? Nhưng cửa khép lại không nhìn thấy gì hết. Theo ta. Sư phụ, ngươi đã làm lỏng miếng gạch này hồi nào vậy? Sau cái ngày đám cung nữ làm loạn, ta nhận biết là cái đám dân này không dễ gì chịu buông tay. Cho nên mỗi đêm thử lúc trực, ta cũng kiếm cơ hội làm lỏng miếng gạch này. Khiên cái đỉnh thuốc lớn như vậy vô đây luyện đan gì vậy?
là quyền dẫn đan. Thiệu chân nhân ra lệnh phải đúc chỗ toàn lực, rồi thì đưa cho hoàng thượng dùng. Ê, vậy nhất định đang dược tuyệt phẩm rồi. Đương nhiên, nhưng thuốc này chỉ có Thiệu chân nhân và Nghiêm đại nhân biết. À phải, ngày mai sẽ có nhiều thuốc đưa tới, nhất là thối tô tử là tài liệu chủ yếu của dẫn đan. Đám phương sĩ nói là luyện dẫn đan, không cần hỏi, nhất định là mấy thứ thuốc hại người. Thành phần chủ yếu của dẫn đan là thối tô tử, và thối tô tử là thuốc bổ máu. Nếu chỉ dùng loại thuốc này, dù sao vẫn hơn là dùng máu người của hôm xưa. Cái đám phương sĩ vì luyện đan bất chấp thủ đoạn, sao lại liệu ra thứ thuốc tốt? Thực ra cái thuyết dưỡng sanh của đạo gia đã bắt nguồn từ lâu, chỉ là cái đám phương sĩ này muốn đạt được mục đích, cho nên bào chế bừa bãi mà thôi. Nhưng mà nếu để hoàng thượng tiếp tục mê tín cái thuyết trường sanh bất lão, để cho đám phương sĩ làm bậy làm bạ, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Sau ngày xảy ra chuyện cung biến, hoàng thượng càng tin cậy cái đám Nghiêm Xuân và phương sĩ. Thậm chí cái hoàng hậu bị bệnh thì hẳn cũng đi kiếm Thiệu chân nhân. Tuy cái đám phương sĩ này tạm thời không có dị tượng, nhưng mà chúng ta phải để ý tới họ. Ừ, anh à, giờ này có gặp cha con Nghiêm Xuân không đây? Không có. Vậy à, không biết họ giở trò gì. Trời đã sáng rồi, thức dậy đi. Ờ, sư phụ ta đi nha. Khoan đã. Nè, khoác nó lên, ngoài trời rất lạnh. Cái choàng này thiệt đẹp, của sư mẫu làm đó hả? Không phải, thật ra là của Đồng Thanh. Cô nói là định mua cho cha của cổ, nhưng mà cha của cổ không thích nên đưa ta. Khoác lên đi. Ta lấy đi, vậy là người không có áo mà khoác. Ta vẫn chưa đi, một lát ta còn phải tới phòng ngự thuốc. Người khoác lên trước đi, nếu không ra ngoài thì dễ bị lạnh lắm. Cảm ơn sư phụ. Sư bá. Ý, sao sớm vậy? Ta vừa nghỉ việc, thấy hơi đói, cho nên muốn coi có gì ăn hay không. Hôm ta cũng vừa thức dậy, cặp mắt chưa có mở ra hết, đâu có đồ gì cho nghe ăn. Không có sao, ta có thời giờ để chờ. Hay là ta quét dùm cho cô, cô làm đồ ăn sáng cho ta. Không cần. Hôm sao hôm nay người cười tươi quá như vậy, thiệt là quỷ quái, có chuyện gì vui đây? Sư bá, cho cô biết một chuyện, ta với sư phụ thân lại rồi, tối qua đã có nói có cười. Thiệt, vậy là tốt rồi, từ nay được cái xích mích nữa. Ta đã nghĩ qua. Đàn ông thì phải biết coi nhẹ, không có nên vì chịu cảm tình mà ái ngại ở trong lòng. Càng không có nên vì vậy mà cản trở quan hệ sư đồ. Ừ, ha, đã mấy ngày không gặp, tư tưởng cũng đã chững chạc hơn. Sư phụ tốt với ta lắm. À, phải sư bá, cái áo choàng này có đẹp hay là không? Áo choàng của ta sao ở trong tay của ngươi? Hả? Sư phụ đưa cho ta khoác. Trả lại đây. Sư bá, đừng làm vậy, rách áo đó. Ê, buông tay ra mà lên nè. Buông ra. Ai nhà sao ồn ào quá vậy? Ê, hai đứa làm gì đó? Không gì. Người ra ngoài mau lên. Nè sư bá, lẹ lên. Hai đứa này có quan hệ hồi nào vậy hả? Kéo ta ra đây làm gì? Ta hỏi ngươi, sao áo choàng của ta trong tay ngươi? Sư phụ thấy ta lệnh đưa áo của ta khoác có gì lạ lạ? Ngươi, áo choàng này của ta tặng cho hắn đó. Ta biết, sư phụ nói cô mua tặng cho cha cô. Cha cô không lấy rồi tặng lại cho sư phụ. Sư phụ cho ta mượn khoác có gì không được? Quá gì không được, áo choàng này ta làm lâu lắm rồi. Là cô làm? Lần trước ngoài phố cô mua đùi cáo này làm áo choàng, cô nói là cô tặng cho người yêu. Người trả lại cho ta. Không được, trả lại đây mà lên. Trả nè, cho ta, sư bá à, thôi nè, à. Nè, sư bá à, sư bá à, sư bá nè, không được. Màu lên, trả lại cho ta. Nói cho rõ ràng đã. Sư tỷ, bà công tử. Thì ra đúng là hai người, ta còn tưởng là nhận lầm. Hai người thì quen thuộc lắm chứ. Dạ phải, ở ngoài đường nắm tay nắm chân như vậy, còn ra thể thống gì? Không, cái tên bạn hiện này vừa rồi nói lạnh, tao cho hắn mượn áo choàng để khoác, bây giờ lại nói là mắc cỡ, trả lại đây. Thì ra là vậy. Tướng công đã hẹn ta đi uống trà, hai người đi chung nha. Tôi không đi. Tại sao? Ta hẹn với Đồng Thanh đi ăn sáng, đằng trước có một chỗ bán cháo ngon lắm, chúng ta đã có hẹn nhau đi thử. Tiểu thư, người ta đã hẹn trước cùng nhau đi ăn. Kiến nghị đừng có nói bừa bãi. Ta không nói bừa, cô coi, bạn công tử với Đồng Thanh thì xứng đôi. Họ lại biết y dược, đúng là kim đồng ngọc nữ. Ở chung có gì lạ? Chúng ta đi ăn trước. Phải, nếu không sẽ bán hết. Kiến Hỷ à,
Người nói bậy bạ khiến người ta sợ. Em đâu có nói bậy, cô không nghe sao? Vừa rồi bạn công tử gọi cổ là đồng thanh, đáng lẽ phải gọi là sư bá mới đúng. Vậy chứng minh quan hệ của họ thiệt là mật thiết với nhau. Đừng có nhìn nữa, có tâm sự thì cứ nói ra đi. Chế giễu ta cũng không ngại. Ta cũng từng yêu thầm người ta, có chế nhiễu cũng chế nhiễu mình trước. Ta khác với người, đừng có nhập chung mà nói. Sao mà lại khác? Cô cũng giống như ta, yêu thầm một người mà không đáng yêu thích. Đã biết không có kết quả, sao vẫn còn thích? Nếu biết được nguyên nhân thì trên đời đâu có nhiều người mà chứng bệnh này, có đúng không? Người đã nói đàn ông đại trượng phu phải biết coi nhẹ, sao lại không dám nhìn thẳng sư mẫu? À, phải, không biết vì nguyên nhân gì ta với sư phụ đã thân lại không có xích mít, nhưng mà nhìn thấy sư mẫu thì như là ái ngại lắm. Điều này ta hiểu được. Dù sao yêu thích một người bấy lâu, đâu có thể nào nói bỏ là bỏ ngay. Nếu người thiệt có thể coi như không có gì mau như vậy, thì tình cảm với người dưới cổ nhất định không phải sâu sắc lắm. Nghe giọng điệu của cô đây như là có thể nghiệm sâu nặng. Cô yêu thầm hắn lâu rồi hả? Chuyện này ngươi đừng bao giờ nói với sư mẫu của ngươi. Ta không phá hoại quan hệ vợ chồng của người ta. Dĩ nhiên ta sẽ giữ bí mật này cho cô. Cô và sư mẫu đều một lòng một dạ với sư phụ, ta thì chịu thua và phục sát đức. Ngươi đừng hiểu lầm, thì Trân là người thay đổi lòng dạ. Thật ra hắn đối với Mộ Dung thiệt tốt lắm. Ta nhìn thấy, ta còn nhìn thấy cô, cô cũng tốt với sư phụ. À phải, sao không trực tiếp nói với hắn cái áo choàng này là cô làm cho hắn? Cần thiết vậy sao? Ta tốt với hắn không phải muốn được cái gì, cho dù miễn cưỡng lấy được cũng không phải là tốt lành. Chỉ cần người mình thích sống được hạnh phúc là ta thấy vui. Khi không vô cớ sao đóng cửa lại? Quá Trần à, mở cửa đi. Quá Trần, mở cửa đi. Quá Trần à, mở cửa. Có chuyện gì mà ngươi khóa cửa phòng lại vậy? Hey, ta đang thay quần áo, để cô xông vào đâu có được. Ngươi muốn gạt ai? Mấy hôm trước có mặc cái này đâu có thay. Ta đâu có nói là thay cho mình, ta chỉ là thay cho thằng Tèo. Vậy mà cũng nói được. Nè, lại ăn cháo đi. Được, để thằng Tèo có ta cháo bồng ăn rồi. Nè mẹ bồng. Mẹ bồng. Ý, đã mấy bữa rồi sao đậu của thằng Tèo vẫn chưa giảm, như là càng nhiều hơn trước? Bị đậu thì phải lâu mới giảm, không mau vậy đâu, vài hôm nữa. Thôi chết, có phải bị cái gì hay không? Tèo à, đừng có hù mẹ nha. Ý, ế, tại sao đậu bị rụng mau vậy? Hả, của người có bị giống vậy hay không? Được coi coi. Của người cũng bị rụng đó. Ta hiểu rồi, người dùng thuốc đỏ chấm thành đậu. Mấy hôm nay đóng cửa lại dở trò hả? Lợi dụng thằng Tèo giả bệnh, người muốn gì đây? Ta chỉ là muốn chăm sóc thằng Tèo thêm mấy ngày. Người bị bệnh điên rồi hả? Người mong có con thì tự sanh đứa đi, đừng có lợi dụng tới thằng Tèo của ta. Ta cũng muốn, nhưng vợ của ta đã qua đời sớm, không lẽ kiếm được một người đàn bà sanh cho ta? Ta không phải ý này. Ta không muốn gợi lại chuyện buồn của người, nhưng mà thằng Tèo dù sao là con của ta, người không thể cứ chiếm lấy và chăm sóc cho nó. Ta biết ta thiệt tham lam, nhưng ta nhìn thấy thằng Tèo thật là dễ thương, ta lại chơi hạp rơi với nó, cho nên mới coi nó như là con ruột của mình. Có lẽ lấy nó để bù lại điều thấy tiếc không thể làm cha của người ta thì cũng khó trách. Cũng như là ta, thằng Tèo chào đời thì cha nó đã đi rồi, nó còn ở trong bụng mà. Thằng Tèo không có người cha nhìn thấy nó trưởng thành, ta cũng thấy tiếc lắm. Vậy thì phải, nhìn thấy nó không có cha thì là thê thảm. Bây giờ ít ra có Thúc Thúc chơi với nó, để cho nó khỏi thê thảm. Thật ra mấy hôm nay có người săn sóc nó cho ta, ta nên cảm kích người mới phải. Vậy nghĩa là cô đã không trách ta giả bệnh, có đúng không? Người nên thật thà với ta mà. Ta vui lòng để người chăm sóc thằng Tèo. Hơn nữa nó thích theo người nhiều hơn là theo ta. Nè đừng có chơi nữa, uống sữa đi ha. Uống đi uống đi. Hay lại không chịu uống. Uống mau uống mau. Nè uống. Đương đi con. Đương nhiên là nó không uống sữa. Bây giờ nó thích ăn cháo, ta đã cai sữa cho nó. Hả? Người cai sữa cho nó hồi nào? Hai bữa nay đều cho nó ăn cháo, nó không hề uống một giọt sữa.
Sữa đã đi đâu hết? Thằng Tèo cũng uống cho nên tao uống. Hả? Người đã uống hết? Uống được thì đừng có lãng phí. Người đã uống đi, sữa người của tao. Bởi người ta cứu mạng, tao phải lấy trà súc miệng. Dạ, bình đậu của người đã lạnh lại hết rồi. Bậy nhất là ăn nhầm đồ dư. Hả? Dạ, coi chừng trà nóng lắm đó, sẽ bị phỏng tay. Cho dù phỏng tới nỗi lủng bụng, còn hơn lấy nước rửa không sạch. Người ăn trúng cái gì mà nghiêm trọng như vậy? Thì là, hey, tóm lại thì là khó nói. Người thiệt là có khẩu phúc à. Giờ rồi ta nhà Tứ Thẩm đã dắt sữa tươi về đây nè. Còn thím không thích uống, quả trà ngà lại đây của ngươi. Đời này ta không uống sữa nữa. Chuyện gì, bọn có độc à? Ê, người sao rồi, muốn phụng ta hả? Ta không hạ tiện như cô tưởng đâu. Tóm lại ta sẽ nghiên cách rửa sạch bao tử, nhất định đẩy nó ra. Thật ra ngươi đang cái gì? Phải. Không gì. Ta ngày mai phải về Kỳ Châu mua hàng. Không có ai chăm sóc thằng Tèo cho cô, cô tự lo liệu. Người cứ đi về càng hay. Khỏi phải giao nó cho người để tránh người dạy hư nó. Tới chừng săn sóc nó không nổi thì đừng có xin ta. Ta săn sóc nó không nổi, ta xin người hả? Ta đi trước. À đây hả? À Nhất Tỷ à, hai người không phải thân lắm sao tại sao trở mặt gây gỗ vậy? Ta nói với người bao giờ là chúng tôi thân lắm, chúng tôi không có thân. À còn nữa, ta với hắn hoàn toàn không có quan hệ. Chúng tôi có nói chuyện của quan hệ với hắn hay sao? Hình như chị có giấu điều gì. Chị thì có lằng nhằng với hắn. Nè, đừng có nói bừa bãi, ta phải giữ bản trình tiết đó. Ta đi chuẩn bị mở tiệm, ta đi vô. Có vấn đề. Thỉnh hoàng thượng dùng nhân đan. Mấy hôm nay Trâm đã dùng nhân đan, thường phải đi bài tiết. Hơn nữa giật bài tiết rất hôi. Thật ra là nguyên nhân gì? Hồi bẩm hoàng thượng, thuốc chủ yếu của nhân đan là quản huyết thông kinh, quá ứ tàn kết, khiến cho huyết khí được suôn sẻ, bài độc đi ẩm. Kỳ đầu dùng thuốc, bài tiết nhiều, kim bị hôi thối là hiện tượng bình thường, dùng lâu rồi sẽ thích nghi. Vì thần thấy hoàng thượng mấy hôm nay sắc mặt hồng hào và khỏe khoắn, đúng là công hiệu duyên niên ích thọ của nhân đan. Trâm cũng cảm thấy sức khỏe khá hơn, nhưng mà so với dùng máu của cung nữ thì tinh lực thì khác xa. Nhưng mà uống máu người không nhân đạo, Trâm cảm thấy không tốt. Nhân đan là do thỏ tự tử những là thuốc tráng dường hoặc thuốc chế thành. Thành hiệu tuy là không nhanh bằng uống máu trực tiếp, nhưng mà dùng lâu có thể cường tinh kiện thể, con người ngày càng trẻ ra. Trâm không những phải được trẻ, còn phải trường sinh bất lão. Cho nên nhân đan không phải là thuốc của Trâm. Trâm muốn uống là thuốc tiên đan mới đúng. Uống vừa có thể mình nhẹ như yến, luyện thành thân kim cương bất hoại, có thể phi thân. Thiệu chân nhân, lão phu nhớ người từng nói có một loại trung thuộc luyện đan kêu là luyện kim đan. Dạ, phái tôn sùng luyện đan ở đạo gia thấy là trường sanh bất lão có ba yêu thuật, ngoài việc luyện nội công kêu là thuật trong phòng thì là dùng kim đan. Không sai, nhà luyện đan thấy là người dùng kim thọ như kim, vàng kim đại biểu cho trường sinh. Dùng kim đan luyện bằng kim thạch có thể trường sinh bất lão. Nếu mà có tiên đan tốt như vậy, tại sao không chế luyện cho sớm? Hoàng thượng, kim đan là tiên đan mà nhà luyện đan cầu mong muốn được, kẻ luyện thành hiếm hoi, cho nên bần đạo không chắc ăn có thể chế luyện thành công. Chưa thành công thì ngươi cần phải cố gắng. Trẫm phong ngươi làm chân nhân là muốn ngươi không giống như những thái y khác, chỉ biết dùng thảo dược. Nhưng mà chế luyện kim đan không phải muốn nói với trẫm là làm không nổi chứ? Nếu là vậy thì trẫm sẽ kiếm người khác. Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ cố gắng hết sức mình, đốc thúc toàn lực cái chuyện luyện kim đan. Được, luyện kim đan thì giao cho Nghiêm Khanh gia. Dạ hoàng thượng. Thiệu chân nhân, bây giờ hoàng thượng tín nhiệm chúng ta, ủy thác trọng nhiệm, ngoài việc hạ phong quyền lực còn được tận hưởng vinh hoa phú quý, sao ngươi vẫn còn nhiều tâm sự vậy? Dạo trước cho hoàng thượng dùng máu người, bần đạo đã thấy không ổn. Sau đó xảy ra chuyện cùng biến, bần đạo thừa cơ đổi dùng nhận đan hoàng đạo để ngài có thể duyên niên ích thọ. Ai dè hoàng thượng nóng lòng cầu tiên, bây giờ đã đòi luyện kim đan. Lão phu cũng biết sơ qua về thuật luyện đan mấy đời, dĩ nhiên là biết được kim đan. Đó là nhiều loại khoáng vật kim loại thiên nhiên để luyện thành. Lâu nay có rất nhiều hoàng đế tại vì đã dùng những loại kim đan này mà chết bất tử. Đại nhân đã biết sau khi dùng kim đan
sẽ có hiện tượng trúng độc. Sao còn nói luyện đan? Thiệu chân nhân, ngươi đừng quên rằng ngươi và ta có được vinh hoa phú quý cũng là nhờ hoàng thượng truy cầu trường sinh bất lão mà có. Nếu chúng ta không thuận theo sở thích của ngài, ta với ngươi đều khó giữ quyền vị. Nếu như hoàng thượng muốn dùng kim đan thì ta cho hắn dùng kim đan. Trong khoảnh khắc, ngươi bảo ta đi đâu mà luyện kim đan đây? Nhưng mà bệnh của hoàng thượng thì không thể kéo dài thêm nữa. Chà, bây giờ phương pháp duy nhất là một mặt luyện đan, một mặt cho hoàng thượng dùng đan. Như vậy quá nguy hiểm đi. Thành phần trong kim đan vẫn chưa biết được. Lỡ hoàng thượng dùng xong có chuyện gì thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bay đầu. Chà, đương nhiên chúng ta không để cho hoàng thượng dùng trực tiếp. Mỗi lần hoàng thượng muốn dùng kim đan, chúng ta kiếm người để thử phản ứng của thuốc, sau đó giảm liều lượng, bảo đảm an toàn của hoàng thượng. Chúng ta nhất định phải kiếm những người có ngày tháng năm sinh và thể chất gần giống như hoàng thượng. Nhưng mà đi đâu kiếm ra được những người này? Cha, cha có thể yên tâm. Để con đi kiếm người thay mình ra mặt, dựng cơ hiệu để làm dáng, chiêu lãm người thử thuốc tới thí nghiệm. Vậy được. Cái chuyện kiếm người thử thuốc giao cho con làm đi. Sư phụ, ngươi đang trực ở phòng ngự thuốc, Nghiêm Xuân có làm khó người không? Không có. Vậy cũng phải, sư phụ chỉ lệnh lại cho hoàng hậu, có hoàng hậu chống lưng, Nghiêm Xuân cũng phải né mặt. Ta không phải kỳ vọng thứ này. Quan trọng nhất là phải được thái y viện ủng hộ để có thể tập trung tu sách. Sao bủng lũng tay chân vậy? Tới tối còn chưa đẩy được lên núi đó. Mau lên đi, mau lên. Họ đem nhiều đồ lên núi làm gì? Đào cái hang lớn như vậy làm gì đây? Không lẽ dùng để chôn những cung nữ bị chết? Nhưng mà sao không biến dầm nhân? Bọn họ đã không còn rút máu các cung nữ nữa. Các người tuần tiểu khắp nơi, không cho bất cứ ai lại gần. Sư phụ, thủ hạ đã tới. Mình về trước, có cơ hội mới trả lại dò thám. Sao phải đào cái hang? Luyện chất kim đan nhất định phải trải qua quả luyện pháp và thủy luyện pháp, hai bước này. Cái hang này dùng làm thủy luyện pháp, tên là Quê Trì, sẽ đổ đầy giấm chua, rồi thì bỏ chín loại khoáng thạch vào trong cái hồ để sau này dung giải thành dịch thể. Thôi được, các ngươi ra ngoài trước. Quả luyện pháp như thế nào? Quả luyện pháp thì là đem nước khoáng thạch ở trong Quê Trì này bỏ vào trong cái đỉnh lớn, rồi thì không ngừng gia nhiệt để đun nấu cho tới nước khoáng thạch bị hấp khô, tánh độc bị bốc hơi đi, rồi sẽ kết thành những tinh thể, chế thành đan hoa đệ nhất thần đan ở trong thần đan của hoàng đế chính định. Cái đỉnh nhỏ này có công dụng gì? Rồi thì đem những đan sa bỏ vào trong đỉnh nhỏ này thêm giấm, thêm nhiệt để mà luyện thành kim dịch, rồi ứ nấu lại nhiều lần như vậy cho tới cuối cùng ngưng kết trở thành tinh thể. Như vậy mới có thể nói là luyện thành kim đan. Phải qua nhiều trình tự gì mới có thể tinh luyện? Thế là không đơn giản. Cho nên nói thuật luyện đan phải kêu là thuật luyện kim. Đó là đem khoáng thạch đưa vào quá trình chung, giải hoàn nguyên không ngừng. Còn phải thêm vào những thuốc cường tâm tráng dương, khiến người ta dùng vào tinh thần phấn khởi, trường thọ bất suy. Theo người nói vậy còn không phải là tiên đan? Nói thiệt chứ, cho tới hôm nay cũng chưa có người nhìn thấy qua tiên đan thực sự. Phương pháp ta dùng hôm nay cũng chỉ là đem những phương pháp luyện đan của những phương sĩ xưa kia cải biến một chút. Có luyện thành tiên đan hay không ta cũng không chắc ăn. Không có sao, chỉ cần hoàng thượng uống tiên đan vào có cảm giác bay bổng như là tiên, thì ta với người sẽ được vinh hoa phú quý, đâu cần đếm xỉa tới tiên đan thiệt hay là giả. Tiểu hầu tử, tại sao chỗ này có nhiều cỏ công quá vậy? Hôm nay là ngày giỗ của Đoan Phi. Hoàng hậu nương nương biết Đoan Phi lúc sống thích nhất là cỏ công, cho nên cố tình biểu người ta trồng ở đây để làm kỷ niệm. Là ý của hoàng hậu? Hoàng hậu nương nương gia lâm. Thần thiếp tỉnh đang hoàng thượng. Bình thân, trẫm nghe nói dạo này bà không được khỏe, có gì không xuông, bây giờ đã khá chưa? Cảm ơn hoàng thượng bận tâm, thần thiếp đang điều lý thân thể, xin hoàng thượng không cần lo. Nghe tiểu hầu tử nói là cỏ công ở chỗ này đều là do bà vì kỷ niệm Đoan Phi mà biểu người ta trồng, có phải không? Dạ phải. Đoan Phi lúc sống là ái phi của hoàng thượng, và bổn cung cũng biết thực ra hoàng thượng chợ công hệ quên đi được Đoan Phi. Hôm nay là ngày giỗ của Đoan Phi, bổn cung muốn trồng một tâm ý mà thôi. Hoàng hậu thì là bận tâm,
Rất tiếc là Đoan Phi không biết quý lòng yêu của trẫm, đã câu kết với soái làng, xem chút đã hại chết trẫm. Hoàng thượng đừng có trách Đoan Phi. Thật ra là chuyện gì? Thật ra Đoan Phi không có lòng muốn hại hoàng thượng, là bà bị quan. Bà nói Đoan Phi bị quan hả? Lúc đó bổn cung thì là hồ đồ nhất thời, tin nhầm lời đồn mới ngộ sát Đoan Phi. Tổ trí đã kể cả câu chuyện này với bổn cung. Thật ra Đoan Phi bị Dân Ninh Tần lừa gạt, mới cho bà vào thẩm cung gặp hoàng thượng. Đoan Phi vốn không biết bà có lòng mưu hại hoàng thượng. Lần này Đoan Phi bị chết quan, thần thiếp thì có chút trách nhiệm. Nếu như hoàng thượng thực phải trách tội, thần thiếp cũng cam lòng chịu phạt. Kẻ chết đã định, trách tội lại có ích gì? Nếu hoàng hậu đã dám nhận lỗi, thì trẫm chỉ đành trách ý trời chê người. Hoàng thượng, tuy là Đoan Phi đã chết, nhưng chúng ta có thể truy phong cho bà, coi như trả trong sạch cho Đoan Phi. Bà muốn trẫm truy phong Đoan Phi? Tuy là chúng ta đã không thể có bổ thường gì, nhưng mà nếu chúng ta truy phong Đoan Phi, ít ra có thể khiến người nhà của bà được ân suất. Hoàng thượng cũng có thể tròn tâm ý, không phải là chuyện đẹp hay sao? Tốt, nếu hoàng hậu không những mệnh dạn nhận lỗi, còn thể xuất tới người nhà của Đoan Phi nữa, thì là tốt quá. Thật ra hoàng thượng không hỏi tội bổn cung, bổn cung đã thấy mãn nguyện rồi. Ê, bà là ân nhân cứu mạng của trẫm, thì trẫm đâu có nỡ trách bà. Tạ ơn hoàng thượng. Cái này của hoàng hậu thưởng thí cho ngươi à? Ta cũng biết là không hợp quy củ, cho nên ta định đem thưởng thí này quyên hết cho thái y viện. Cái chuyện không hợp quy củ đâu phải chỉ là việc thâu lễ. Ngươi chỉ được phòng ngự thuốc thông truyền, đã lén thì chẩn cho hoàng hậu. Nếu như hoàng thượng biết được thì không hay đâu. Nhưng mà hoàng hậu có bệnh, Nghiêm đại nhân chỉ biểu thiệu chân nhân khai đang làm phép thôi. Ta bây giờ chỉ lành bệnh của hoàng hậu, đã chứng minh là hắn ăn nói bừa bãi. Ngươi còn ăn nói ngang tàng, hoàng hậu thì bị bệnh, ngươi đâu có tư cách chữa trị. Còn nữa, Nghiêm đại nhân đã coi như là cái gai trong mắt, ngươi hãy tự lo liệu. Ngươi để hắn biết được chuyện này, ngươi chắc chắn sẽ bị phiền. Sư phụ, ngươi chỉ được phòng ngự thuốc thông truyền, đã lén chẩn mạch cho hoàng hậu, ngươi thì là to gan. Hoàng hậu có bệnh họ lại không đổ chứng dùng thuốc, ta đâu có thể khoanh tay ngồi nhìn. Sư phụ thì là cao tay, mấy thang thuốc đã chữa lành lại hoàng hậu và còn được nhiều thưởng thí. Dạo này thái y viện ngươi được giỏi nhất. Cái gì mà giỏi? Nhưng mà thưởng thí lớn nhất là hoàng hậu đã có hứa với ta là mai mốt gặp mặt hoàng thượng sẽ nói chuyện trung tu bản thảo. Tấn công! Mộ Dung! Sư mẫu! Bàn công tử, ngươi cũng nghĩ rồi hả? Dạ phải, sư mẫu. Vậy hay quá, cùng nhau đi ăn cơm đi. Phải đó, đi ăn chung đi. Lý Thi, xin dừng bước. Chuyện gì? Thủ phụ Kim Lê Bộ Thượng Thư Nghiêm đại nhân thừa khẩu dụ của hoàng thượng, ngự y Lý Thề Trân bị tình nghi vi phạm cung quy ăn hối lộ, mời người lập tức theo ta đi gặp Nghiêm đại nhân. Phù quân lơ qua thiên thiên, bá châu hán sinh nhi, huệ trạch huệ sĩ mỹ sĩ. Đạp 尽万水千山，再远也坚持。极伟大故事。